chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình video hôm nay thì mình đang gặp một con exciter 150 của hãng yamaha xe bây giờ không đề được anh em nhé tôi bật chìa khóa lên rồi xe báo lỗi anh em nào. xe báo lỗi để nó bị sáng rồi tắt đi bình thường và đề chỉ nghe thấy tiếng giờ le nhảy tạch tạch thôi anh em nhé anh em nghe thấy tiếng dở le nhảy tạch tạch anh em lắng tai nhá đấy thì là mình đang hướng dẫn đến cho anh em sử dụng cái bút Điện là Cái bút đo điện của mình để Cái bút gọi là bút Bút đo điện Để mình đo xem là điện nó đã xuống đến củ đề hay chưa Khi nghe thấy tiếng giờ le nhảy thì khả năng là 80% là do hết than đề rồi anh em ạ Nhưng cũng có đôi khi là 20% là không phải là do hết than đề Thì anh em muốn biết được chính xác được Có bị hết than đề hay không Thì anh em kiểm tra đơn giản thôi Anh em kiểm tra xem khi mình Ấn đề thì là cái điện nó đã đưa, đưa xuống đến củ đề chưa nếu mà đưa xuống đến củ đề rồi mà đề không quay là do đề hết than hoặc là hỏng đề mà nếu như không có điện là do cái hệ thống đường dây điện hoặc giờ le hoặc cái thứ khác anh em nhá thì bây giờ anh em sẽ xem tôi uh, hướng dẫn anh em cái cách kiểm tra thì đây là cái bút thử điện nhà mình nè cầm ơn bút thử điện nhà mình thì rất là to nhá anh đưa ngón tay này ngón tay cái đây đây anh em thấy này nó to hơn cả ngón tay cái mà nó dài anh gang xem nó bao nhiêu gang gang nó tầm khoảng độ một gang có độ 20 phân nhỏ nhá, to hơn ngón tay cái và à, dài khoảng độ 20 phân và đồng thời là cái đầu của nó rất chi là nhọn anh em nhá. Anh em nhìn thấy cái đầu này. Đầu nó rất chi là nhọn. Thì bây giờ tôi sẽ anh em đầu tiên thì anh em muốn kiểm tra được cái nguồn điện đề thì anh em sẽ xác định được cái tôi là cái củ đề nó nằm ở vị trí nào. Thì đây là cái củ đề nó nằm ở vị trí này. Và cái dây điện đề là cái dây điện đưa điện vào củ đề, củ đề là cái dây màu đỏ bên trong đấy anh em nhá. Và bây giờ là một cái, cái đoạn dây này nó rất chi là dài anh em này. Anh em sẽ kẹp vào mắt sườn của tôi. Đây tôi sẽ kẹp vào cái gác giữa đây là mắt sườn và cái tiếp theo là tôi sẽ đưa cái đầu này tôi chạm vào cái dây màu đỏ cái dây màu đỏ anh em nhé cái dây màu đỏ của cái cụ đề đấy rồi đây đi ấn đề liên tục ấn giữ đấy anh em thấy là đã có điện xuống rồi có điện xuống rồi mà đề không quay thì khả năng cái cụ đề này có bị hỏng hết than rồi đấy anh em nhé còn nếu như không có điện là do đường dây Đấy thì khi mà anh em có bút thử điện thì anh em chuẩn đoán bệnh nó nhanh. Thì anh em áp dụng vào nhiều cái cái, cái mạch điện. Tôi mạch điện sinh an, mạch điện đèn rồi báo số rồi các cái mạch nhiều cái mạch điện 12V. Còn những cái ban bệnh hôm nay thì hết than đề như thế này thì anh em không cần phải bút anh em đoán là khoảng độ 80% rồi. Thì mấy anh em có thể áp dụng vào những cái trường hợp khác anh em muốn kiểm tra cái nguồn điện 12V. À, cái bút này nó rất chi là xịn chứ không phải là cái bút rẻ rẻ trên thị trường nó nhỏ nhỏ như ngón tay út ở trên thị trường đó anh em nhá Bút này là bút to như này dùng nó bền mà anh em các bác thợ thì bây giờ uh, ngày xưa ấy, mình hay cầm cái dây điện để mình quẹt vào quẹt vào cái cái, cái sườn xe để nó té lửa lên nó sẽ nẹt lửa lên thì đã biết là dây đó có điện nhưng bây giờ anh em không làm cái cách đó được nữa nếu làm cái cách đó đối với những cái dòng xe phun xăng điện tử nó dẫn đến chết các hệ thống điện tử như là ic cảm biến thì rất chỉ là khó khăn đấy anh em nhé nên là anh em phải cần một cái bút thử điện để anh em đo anh em nhé đấy thì uh, video hôm nay thì mình có cung cấp cái bút thử điện này mình cung cấp cả cái bút điện tử này luôn này anh em này bút điện tử thì uh, bật bật cúp lên cái bút điện tử này uh, thì mình cũng có cung cấp cả cái bút điện tử này nữa bút bút điện tử này thì uh, xài uh, xài uh, cho những cái công việc là anh em đo những cái mạch lật lật cái cái cái, cái, cái bình ắc quy lên anh em đo những cái mạch điện uh, 12V À tôi xin lỗi đo những cái mạch điện nhỏ anh em nhá đây anh em thấy này anh em bỏ cái đầu nhọn này vào cái dương thì nó sáng màu màu đỏ anh em chuyển sang anh em bỏ cái đầu nhọn này vào âm thì nó sáng màu màu xanh anh em nhé và đây có cái công tắc này anh em gạt về đằng sau tiếp thì anh em sẽ đo được cái mạch điện 10 điện áp của nó đây anh em thấy này là 12 v và anh em đo ngược như thế này thì nó sẽ không không lên vôn và nó cũng không hỏng bút đâu anh em nhé không lên vôn cũng không hỏng hỏng bút và anh em đo thuận thì nó sẽ lên đây anh em 12 v thì anh em cái bút đóng lại cái bút điện tử này thì để anh em xài trong những cái lĩnh vực À, à, bút điện tử thì cấm đấy bút điện tử thì anh em đo những cái mạch điện nhỏ như 5V nó sẽ xài được từ à, uh, 3V dưới đấy từ 3V đến 36V đây anh em nhé đây anh em tôi cho anh em xem 3V đến 36V và có âm dương cộng trừ bên đầu đây đó là gọi là bút điện tử anh em đo những cái mạch mạch lớn còn còn những anh em đo những cái mạch à, tôi xin lỗi bút điện tử anh em đo những cái mạch điện nhỏ còn nếu như anh em đo những cái mạch điện lớn thì nó đã không chuẩn còn cái bút này thì anh em đo cái mạch điện lớn chuẩn và cái bút điện nhỏ là không chuẩn anh em nhá như vậy là mỗi bút thì nó có cái ưu điểm của nó nhược điểm của nó à, anh em phải cần có hai cái thì càng tốt anh em cần hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp à, bút thử điện tử và bút cơ nhà mình thì mình bảo hành cho anh em một năm anh em nhá video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây xin chào và hẹn gặp lại